những vòng đầu hai em làm việc với nhau còn rất là khó khăn, bởi vì có lẽ là Quỳnh cũng là một người cá tính mạnh, để mà Quỳnh tin một ai đó, nghe lời của người đó không phải là dễ. Và ít nhất là đến vòng này là Dũng thấy là Quỳnh đã làm được cái chuyện đó, và cảm ơn em đã làm tin vào anh. Cảm ơn em nhiều. Phần thể hiện của đội trưởng Ngô Trung Dũng và thí sinh Quỳnh Lương. I see the light. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng và tôi nhìn thấy cả hào quang được phát ra từ cặp đôi Ngô Trung Dũng và Quỳnh Lương. Thường là ở trong chủ đề này thì các giám khảo chúng ta rất là lo lắng cho các thí sinh, đặc biệt là có những thí sinh lần đầu tiên hát tiếng Anh. Nhưng có vẻ đây không phải là một thử thách khó đối với Quỳnh Lương thì phải. Dạ, bình thường là IELTS em 0.9 ạ. Nhưng mà sau cái mục này thì IELTS em lên 1.0 ạ. Và nhờ anh Dũng thì em hát được một bài Trọn Mẹ. Em cũng nhìn ra cái lỗi sai của mình, nhưng mà ít ra là em đã biết, giống như kiểu các cái âm cuối là em đã biết phát âm tốt hơn ạ. Cũng là một sự cảnh tim cực mạnh từ đội trưởng của em. Với ca khúc này giống như là chị Ái Phương mong muốn từ đầu đúng không? Đây là một trong những thể loại chị rất là thích. Không biết sao á, kiểu là anh ơi mình có thần giao cách cảm hay sao á. Hồi nãy á, là Phương có nói là cái tiết mục kia làm cho Phương gợi đến bài I See The Light. Xong rồi xung quanh là có đèn bay lên đúng không? Tự nhiên cái thấy ra gắn đèn hết hồn luôn á. Ý tưởng ban đầu á là đèn ở dưới chân để lên. Đó là mà kéo không kéo chịu, lên không chịu, anh đòi phải đèn ở trên để bay lên được đó. Thấy đèn lên là chỗ thấy hết hồn luôn á, xong rồi nãy nghe I See The Light cái cười quá trời cười luôn. Phương cảm thấy rất là vui sướng bởi vì cá nhân thì đây là thể loại Phương rất là yêu thích Disney kỳ ảo. Tự nhiên Phương thấy Quỳnh Lương bước ra rất là xinh xắn, hát mộc mạc dễ thương, và khi bạn bước ra Phương tin đây là một vị công chúa. Mà vừa giống như là cô dâu và chú rể nữa. Dạ. And at last I see the light. There's a guy from heaven down. And at last I see the light. Mà cuối cùng là cái câu đó là, và cuối cùng thì tôi đã thấy ánh sáng rồi. And at last I see the light. Dễ thương cực kỳ luôn, cho nên là Phương thấy không biết phải nói gì thêm, tiết mục này làm cho Phương cứ cười liên tục á. Dạ, vậy thôi đó. Chúc mừng anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương. Anh Nguyễn Hải Phong ơi, anh cũng rất là chăm chú khi lắng nghe tiết mục này. Rất là chăm chú và rất là cảm xúc. Qua bài hát mình thấy toát lên được cái tình yêu đẹp. Bài hát thì rất đẹp, giọng hát của Quỳnh Lương cũng rất đẹp luôn. Đặc biệt là cái chất trong cái giọng á, là em cất lên là cái màu giọng đẹp. Nó đã tự có một cái độc bản riêng á. Tổng thể tiết mục thì nó lung linh và nó rung động, kiểu rung động nó nhẹ nhàng lắm. Còn em bên kia thì cũng giống như MC tiệc cưới. Vâng, tự nhiên ngày hôm nay tôi cảm giác đi lạc vào trong một đám cưới và mình trở thành MC bất đắc dĩ. Nhưng mà không anh ơi, em làm vai trò này quen rồi, cứ mỗi lần đứng cạnh anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương em tự mặc định em là MC đám cưới luôn ạ. Không chỉ trong tập này đâu, tập nào cặp đôi này cũng rất là đầu tư về sân khấu, về trang phục, mà bài hát nào thì cũng rất là tình. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Cảm ơn anh, nuông chiều sự bướng bỉnh trẻ con của em. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em là được ước mơ mình. Tôi đã từng nói rằng là thôi Quỳnh Lương cứ cái thời đại đấy mà thi thế nào cũng thành công, bởi vì là quá là gắn chặt với cái khả năng trình diễn, rồi là cái âm sắc rất là đặc trưng của Quỳnh Lương. Thành ra vào trong những cái khung cảnh, những bài hát lãng mạn như này, nó thực sự là nó rất là rung động đấy. Càng thấy em không chắc chắn, có thể chỗ này chỗ kia vấp váp một chút, nhưng nó lại mang lại cho người nghe một cái cảm xúc giống như là một cái gì đó nó rất là mong manh đấy. Thì cái đó không phải là ai cũng có thể tạo nên được cái cảm xúc đấy. Chúng tôi chia sẻ chút xíu là thực ra lúc nãy khi mà đứng trên sân khấu này á, thì lúc mà hai anh em nhìn nhau thì cái cảm giác rất là tự hào về Quỳnh. Nhớ những vòng đầu hai em làm việc với nhau còn rất là khó khăn, bởi vì có lẽ là Quỳnh cũng là một người cá tính mạnh, để mà Quỳnh tin một ai đó, nghe lời của người đó không phải là dễ. Và ít nhất là đến vòng này là Dũng thấy là Quỳnh đã
đã làm được cái chuyện đó, và cảm ơn em đã đặt tin vào anh. Cảm ơn em nhiều. Chính anh ta đang cảm thấy rằng là anh đang đặt niềm tin vào Quỳnh Lương rất là nhiều trong bài hát này, vì đây là lần đầu tiên mà anh Hồ Trung Dũng để cho Quỳnh Lương hát solo, mà lần đầu tiên hát bằng tiếng Anh một đoạn dài như vậy. Theo cái quan sát của Huyền Trang, lúc mà nhìn anh Hồ Trung Dũng ở trong Cánh Gà, Quỳnh Lương thể hiện xong cái phần solo của mình, anh thở phào một cái và anh bước ra sân khấu với nụ cười đầy mãn nguyện, đầy hạnh phúc và đầy tự hào. Cái khoảnh khắc này nó yêu lắm mọi người ạ. Và ngày hôm nay cái màn trình diễn này nó đẹp, tình, dễ thương, có quá nhiều mỹ từ. Và nếu mà được số điểm cao nữa thì thực sự là mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi số điểm đến từ giám khảo ạ. Số điểm của tôi là... số điểm của tôi là 9,75. 9,75 dành cho Quỳnh Lương. Và số điểm đến từ giám khảo Ái Phương. Phương xin dành cho tiết mục này. Phương xin dành cho tiết mục này 9,75. 9,75 cũng là số điểm đến từ giám khảo Ái Phương. Và xin được chúc mừng, chúng ta sẽ cùng chờ đón số điểm cuối cùng được bật mí bởi giám khảo Huy Tuấn.